Thì một trong những cái vấn đề mà làm cho tóc chúng ta bị rảy rụng mọi người, thì nó rất là nhiều yếu tố ha. Thì tóm lại là nó nằm ở trong hai cái yếu tố chính. Đó chính là một cái nguyên nhân do ngoại sinh và một cái là do nội sinh. Thì cái nguyên nhân ngoại sinh là gì? Là những cái yếu tố tác động từ bên ngoài đến cái mái tóc của chúng ta. Ví dụ như là đặc biệt nhất bây giờ là cái môi trường ô nhiễm. Môi trường ô nhiễm nè. Rồi ánh nắng mặt trời. Đó. Và một cái phần nữa là những cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng trực tiếp lên tóc và da đầu của chúng ta. Đó là những cái yếu tố gọi là ngoại sinh mà chúng ta thường xuyên gặp phải. Và cái môi trường ô nhiễm này á, thì nó còn tác động rất nhiều nha. Mình gọi là môi trường ô nhiễm, mình gọi chung thôi. Nhưng mà nó nằm trong không khí nè, trong nguồn nước nè, và trong tất cả những cái gì mà chúng ta sử dụng. Thì nó sẽ tạo nên những cái gọi là cái chất độc ở trên cái tóc và cái da đầu của chúng ta. Và ánh sáng mặt trời thì nó sẽ gây nên những cái tác nhân gọi là oxy hóa và lão hóa cái tóc của chúng ta. Thực sự là tóc và da mặt đều gọi chung là một cái hệ gọi là hệ tích hợp của cơ thể. Và cái hệ này á, thì nó có trách nhiệm là nó bảo vệ che chở cho cơ thể chúng ta khỏi những cái virus và những cái tác nhân từ bên ngoài đi sâu vào trong cơ thể của chúng ta. Thì cái mái tóc nó vẫn giống như cái làn da, là nó vẫn bị oxy hóa nha mọi người. Như da mặt của chúng ta bị oxy hóa là chúng ta sao? Bị sạm, xỉn màu, bị nám đúng không ạ? Còn tóc của chúng ta bị oxy hóa thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ gãy rụng và đặc biệt nó sẽ mất màu gọi là bạc sớm. À, rất nhiều chị nói là ôi ước gì tôi đổi ngược lại đúng không ạ? Da tôi mà bị oxy hóa thì nó trắng, còn tóc tôi oxy hóa thì nó đen, nhưng mà cuộc đời không như là mơ mọi người. Nó sẽ đi ngược lại ha. Và một yếu tố nữa là do nội sinh là do đâu ạ? Nội sinh là do những cái tác nhân bên trong. Ví dụ như là những trường hợp do bệnh lý nè, hoặc là những trường hợp do yếu tố sinh lý bình thường như là tóc nó tới chu kỳ nó phải rụng chẳng hạn, hoặc là chúng ta sử dụng những loại thuốc điều trị những cái bệnh lý mà chúng ta mắc phải nè, hoặc là chúng ta ăn uống những cái loại thực phẩm mà nó có chứa dư lượng cái chất những cái chất hóa chất vào trong cơ thể rất là nhiều. Và hầu như Việt Nam này của mình á, hầu như là 90 chín hơn 90% là những gì chúng ta ăn vào người nó đều có dư lượng hóa chất rất là cao. Còn nếu như chúng ta không muốn ăn những cái gì nó có dư lượng hóa chất thì chúng ta phải tự trồng. Chúng ta tự trồng, tự tự nuôi cá, tự tất cả các kiểu. Phải là như vậy thì nó gọi là hữu cơ mọi người. Tuy nhiên là cho dù chúng ta tự trồng đi chăng nữa thì cái môi trường ô nhiễm và những cái chất kim loại nặng ở trong cái không khí nó thẩm thấu xuống dưới đất nè, nó vào những cái loại nước mà chúng ta chăm bón cây, và thậm chí là những cái ô nhiễm môi trường nó đi thẳng vào trong cơ thể chúng ta, và cái lỗ mũi chúng ta nó không có cản được, và làn da của chúng ta nó cũng không cản được, và nó thẩm thấu vào trực tiếp vào bên trong cơ thể chúng ta luôn. Nó gọi là cái sự nhiễm độc ở bên trong, và chính những cái chất độc đó nó sẽ làm cho tóc chúng ta mắc phải những cái bệnh lý như là gãy tóc, rụng tóc, bạc tóc. Và đặc biệt một cái vấn đề nữa là gì? Cái stress, stress là một trong những cái nguyên nhân tạo nên độc tố. Thậm chí là chúng ta không cần tiếp xúc với ánh nắng mặt trời luôn, chúng ta giữ rất kỹ luôn, nhưng chỉ cần chúng ta stress nó vẫn làm cho da chúng ta bị sạm nám, và vẫn làm cho chúng ta bị già yếu, vẫn làm cho tóc chúng ta bị rụng. Vì stress nó sẽ làm gì? Nó tạo một cái phản ứng gọi là nó phá hủy những cái tế bào trong cơ thể chúng ta, và khi tế bào chúng ta bị phá hủy thì chúng ta sẽ là già yếu, lão hóa, tóc chúng ta sẽ bị gãy rụng, da chúng ta sẽ bị nhăn. Mà một phần ảnh hưởng nữa là cái nội tiết tố trong cơ thể của chúng ta nó bị suy giảm, đặc biệt là những chị em phụ nữ sau sinh hoặc là tiền mãn kinh, mãn kinh. Khi mà cái nội tiết tố nó bị suy giảm hoặc là nó mất đi thì nó sẽ bị ảnh hưởng cái cơ quan nội tiết trong cơ thể chúng ta, nó sẽ ảnh hưởng tới những cái chế độ hấp thu rồi chuyển hóa chất, trao đổi chất trong cơ thể. Và cái dinh dưỡng chúng ta ăn uống hàng ngày nó không đủ để duy trì một cái cơ thể khỏe mạnh. Chúng ta thiếu rất là nhiều vitamin và khoáng chất, thậm chí là những amino acid. Và theo điều tra trên thế giới ấy, thì hầu như rất nhiều những người phụ nữ và cả nam giới luôn đều thiếu hụt những vi chất dinh dưỡng thiết yếu. À, ví dụ như phụ nữ thì thiếu sắt nè, thiếu kẽm nè, thiếu magie nè, nam thì thiếu, nữ thiếu canxi nữa, cho nên mới tình trạng loãng xương hoặc là sinh con bị thiếu máu rồi xây sẩm cho mặt, rất là nhiều những cái vi chất dinh dưỡng thiết yếu mà chúng ta thiếu. Và từ những cái điều đó nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta không được khỏe mạnh, và nó thiếu hụt những cái trao đổi chất, hấp thu chất, thì ảnh hưởng tới cái làn da và mái tóc của chúng ta. Thì đó là những cái yếu tố về về ngoại sinh và nội sinh ảnh hưởng tới cái làn da và đặc biệt là cái mái tóc. Và những gì chúng ta thấy được ở bên ngoài như tóc của chúng ta gãy rụng, hoặc tóc chúng ta bạc sớm, hoặc da chúng ta sạm xỉn màu, nổi mụn, thì đó là những dấu hiệu mà cơ thể chúng ta thông báo cho chúng ta biết rằng là bên trong của tôi đang có những cái vấn đề nào đó và bạn phải quan tâm đến. Đó. Đó là những cái điều mà Bố thực sự muốn chia sẻ với mọi người. Cái chuyện mà tóc rụng nhiều hay là da sạm nám này nọ kia thì chúng ta nhiều khi chúng ta quá chú ý vào vào
cái bên ngoài đó chúng ta quên mất rằng là à, đây là trong cơ thể mình nó báo hiệu ra cho mình, nó không phải tự nhiên mà bị rụng như vậy, tự nhiên mà da tôi trở nên như vậy là nó có những cái vấn đề về trong cơ thể. Và cho nên khi mọi người gặp phải những cái tình huống đó thì chúng ta nên phải đi những tình huống mà nặng quá chúng ta phải thăm khám, hoặc là chúng ta phải kiểm tra sức khỏe của mình để chúng ta có thể là chăm sóc sức khỏe mình tốt hơn. Đấy. Rồi, rất là cảm ơn cái phần chia sẻ của chuyên gia Hồng Vũ đã nói về cái nguyên nhân làm sao dẫn đến gãy rụng. Thì em cảm thấy được đó là có hai cái nguyên nhân chủ yếu đúng không ạ? Thứ nhất đó là nguyên nhân ngoại sinh và cái thứ hai đó là nguyên nhân nội sinh. À, như vậy thì đối với cái nguyên nhân nội sinh thì chuyên gia cũng có nhấn mạnh đó là gì? Thứ nhất có thể là do mình bệnh lý nè, hoặc là do sinh lý, hoặc là do di truyền, rồi chế độ dinh dưỡng sinh hoạt. À, như vậy thì như thế nào gọi là rụng tóc về bệnh lý hoặc là rụng tóc về sinh lý? Thì đến với cái chương trình buổi tối ngày hôm nay em cũng mời dược sĩ Kim Hoa có thể là chia sẻ những cái kiến thức của mình về cái lý do về rụng tóc và cho biết được đó là như thế nào gọi là rụng tóc về bệnh lý và cái thứ hai nữa như thế nào gọi là rụng tóc về sinh lý. Bây giờ em xin mời chị Kim Hoa nha. Ôi, chào chị Cẩm và chào tất cả các anh chị em có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay á. Thì với câu hỏi của chị Cẩm ấy thì là mình đã muốn phân biệt giữa nào là rụng tóc và sinh lý và bệnh lý đúng không? Chúng ta đều trải tóc hàng ngày, người thì rụng ít, người thì rụng nhiều đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng rất là khó xác định được là chúng ta đang rụng tóc đó là cái do vấn đề sinh lý hay là do cái vấn đề chúng ta đang bị mắc một bệnh lý gì đó và nó đã gây ra cái rụng tóc. Về chúng đầu tiên á thì chúng ta phải hiểu cái khái niệm rụng tóc sinh lý thì nó là cái gì đúng không? Người ta được hiểu rằng cái khái niệm rụng tóc sinh lý đây là được định nghĩa là cái rụng tóc theo đúng cái vòng đời của sợi tóc đó. Một sợi tóc nó mọc lên, nó sinh trưởng, nó phát triển và nó sẽ rụng theo thời gian, theo độ tuổi già và rụng đi. Và cái hiện tượng tóc rụng đi như đó vẫn diễn ra trong cả các cuộc sống của chúng ta và nó sẽ rụng trung bình khoảng từ 30 đến 100 sợi tóc mỗi ngày tùy vào cái thể trạng của mỗi người. Đó, tùy vào thể trạng mỗi người. Và nếu mà với cái hiện tượng là rụng tóc nằm trong cái khoảng ngưỡng đó và các lượng tóc con vẫn mọc lên đầy đủ bù đắp vào cho cái lượng mà rụng đi thì đó chỉ là rụng tóc theo sinh lý, theo sự thay tóc bình thường mà thôi. Nên là chúng ta sẽ quan sát được rằng là cái mái tóc của chúng ta là khi mà chúng ta rụng cái số lượng nó không nhiều và trong trong thường xuyên đó thì cái chân tóc là tóc con vẫn mọc lên mọc đều đó, và tóc chúng ta vẫn không bị mất đi độ dày thì đó là cái sự rụng tóc sinh lý và chúng ta phân biệt được đúng không? Đấy, đầu tiên là khái niệm rụng tóc sinh lý. Còn cái hiện tượng rụng tóc do bệnh lý đó là cái việc mà các sợi tóc của chúng ta rụng số lượng nhiều hơn 100 sợi mỗi ngày, hoặc nó rụng ồ ạt theo từng mảng, hoặc nó rụng mà cái hiện tượng các sợi tóc con mọc lên không nhiều. À, một sợi tóc con mọc lên không nhiều hoặc nó mọc lên nhưng rất là mỏng, hoặc bị xoăn, hoặc là nó bị quăn queo, hoặc nó bị bạc, thì đấy là chúng ta đã bị rụng tóc và cái rụng tóc này nó rơi vào hiện tượng bệnh lý. Thì cái bệnh lý ở đây như anh Vũ cũng đã chia sẻ thì đó là nó do cái yếu tố bên ngoài và bên trong, đó là do bên ngoài chúng ta bị các tác động như nào đúng không ạ? Anh Vũ chia sẻ rồi, bên trong chúng ta có thể liên quan đến cái vấn đề về sức khỏe của chúng ta hoặc do liên quan đến vấn đề bệnh lý của chúng ta đúng không ạ? Đó, thì để chúng ta nhìn được cái việc rụng tóc và cái chất lượng tóc chúng ta còn lại à, sau khi một thời gian chúng ta rụng tóc mà mái tóc nó vẫn dày vẫn mượt đó, thì có nghĩa chúng ta đang rụng tóc theo sinh lý thôi. Còn nếu chúng ta đang rụng tóc mà ra sợi nhiều ổ ạt và các tóc mỏng đi trông thấy theo thời gian đó, thì chúng ta đang bị rụng tóc theo bệnh lý. Và chúng ta hãy lắng nghe thêm cơ thể chúng ta tiếp là cái bệnh lý này nó đến từ đâu, nó do cái thói quen tác nhân bên ngoài bị nấm bị sử dụng dầu gội sai hay là do chúng ta đang mắc một số bệnh, thì chúng ta sẽ xác định được là chúng ta mắc bệnh do rụng tóc do sinh lý hay là do bệnh lý. Rồi, à, như vậy thì chúng ta cũng biết được những cái kiến thức do dược sĩ vừa mới chia sẻ chúng ta về như thế nào gọi là rụng tóc bệnh lý và sinh lý. Và đặc biệt ở chỗ này chúng ta cần phải lưu ý phải chỗ nào ạ? À? Cái chỗ là gì? Số lượng tóc mình chúng ta bị rụng đi hàng ngày cùng với lượng tóc mà nó mọc trở lại để bù đắp cho cái lượng tóc đã gãy rụng đi, à là nó có tương đồng hay không? Nếu như mà nó không tương đồng
tức nghĩa là cái phần rụng đi nhiều quá mà phần mọc lên để bù đắp nó ít lên, thì dẫn đến hiện tượng đó là chúng ta bị gãy rụng do bệnh lý. Thì phần bệnh lý thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân để chúng ta khắc phục được từ bên trong, đúng không cả nhà? Rồi như vậy thì bên cạnh đó thì chúng ta còn biết thêm một cái nguyên nhân ngoại sinh dẫn đến cái hiện tượng đó là tóc của chúng ta gãy rụng rất là nhiều. Có thể là do chúng ta sử dụng rất là nhiều cái sản phẩm dầu gội có hóa chất nè. Như vậy thì theo như dược sĩ, không biết là cái tiêu chí để chúng ta có thể là lựa chọn các sản phẩm dầu gội như thế nào để giúp cho hạn chế được cái mái tóc của chúng ta gãy rụng hơn và tăng cái độ ống mượt hơn và tăng cái độ mọc tóc được hơn. Mời dược sĩ ạ. Một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta bị rụng tóc đó là chúng ta sử dụng các cái bộ dầu gội hay bộ chăm sóc tóc nó không phù hợp. Đó. Thì hoặc là sử dụng nó không phù hợp, ở đây có rất nhiều cái khía cạnh. Thì chúng đầu tiên để mà sử dụng mà tiêu chí để lựa chọn cái dầu gội hay cái bộ chăm sóc tóc của chúng ta nó phù hợp, đầu tiên nó là phù hợp với cái da của chúng ta, da đầu cũng như là da mặt hay da trên toàn bộ cơ thể, nó sẽ có những cái phân loại khác nhau, ví dụ là da khô, da dầu và da hỗn hợp. Đó. Thì những người mà sử dụng dầu gội mà da họ bị khô thì họ nên sử dụng các dầu gội nó có nhiều dưỡng hơn một chút. Đó. Và cái độ pH nó thấp, nó chứa chất cái chất tạo bọt đây từ cocobetaine ấy, được xuất từ dừa thì tự nhiên chẳng hạn, thì nó sẽ tẩy sạch và nó vẫn để lại cái độ ẩm và nó không gây khô. Đấy. Và đối với một số người bị da dầu, chúng ta có thể sử dụng các cái dầu gội mà nó chứa cái dưỡng vừa phải thôi. Đó, cái dưỡng vừa, đặc biệt tuyệt đối là không được sử dụng các cái loại dầu gội mà chứa silicon, bởi vì nó sẽ làm cho cái da đầu chúng ta thêm đổ dầu, thêm bít đó và thêm gầu và thêm ngứa. Đối với một số người da hỗn hợp thì chúng ta xác định là hỗn hợp là cái phần mà trên trán hay bếp và phần sau gáy thì lại khô và tạo gầu á, thì những người da hỗn hợp thì chúng ta phải sử dụng cái bộ dầu mà cái độ dưỡng vừa phải cũng như là các cái thành phần làm sạch nó ở cái mức trung bình, trung tính, độ pH thì từ 4.5 đến 5 đó, thì nó vừa phải thôi để nó cân bằng giữa hai việc đó. Và cái quan trọng nhất đó, đấy là chúng ta phải sử dụng cái bộ dầu gội thứ nhất là phù hợp. Cái yếu tố thứ hai đó là chúng ta phải sử dụng các bộ dầu gội mà nó có cái thành phần giúp giảm rụng tóc hiệu quả. Đó. Trên bộ dầu gội mà chúng ta đang dùng tóc thì đương nhiên chúng ta phải lựa chọn những cái bộ dầu gội mà nó phải có những cái thành phần để giảm rụng tóc ở đây. Ví dụ như là có những cái thành phần chiết xuất tự nhiên đó, như là bổ kết, hương nhu hay là cọ lùn, tầm ma, ngưu bàng, cỏ dại ngựa hay hào thủ ô. Để giúp cho cái việc mà giảm rụng và kích thích cái mọc tóc. Ngoài ra thì còn có các thành phần dưỡng chất khác như là biotin để làm cho cái sợi tóc mọc lên cứng cáp hơn, hay là collagen và các axit amin hoặc keratin đó, thì nó bổ sung là nuôi dưỡng cái phần mọc tóc. Thì bắt buộc của chúng ta phải sử dụng cái dầu gội đúng mục đích. Nên là chúng ta đang bị rụng tóc thì chúng ta phải sử dụng các dầu gội nó có cái thành phần tạo lên cái hiệu quả giảm rụng và kích mọc tóc hiệu quả, đúng không ạ? Và tiếp theo thì giống như các dầu gội chung khác là có các tiêu chí là chúng ta sử dụng các dầu gội mà không chứa nhóm sulfat pháp mạnh để nó tẩy mạnh quá thì nó gây tổn thương cái da đầu cũng như cái nang tóc, và đặc biệt là sử dụng các cái sản phẩm không chứa silicone hoặc các chất bảo quản lạnh độc hại, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta đã bị rụng tóc thì chúng ta nên sử dụng các bộ dầu gội mà có độ pH cân bằng, và đây là yếu tố kiên quyết cuối cùng là chúng ta phải sử dụng các cái bộ dầu gội mà có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chúng ta không mua hàng trôi nổi, đúng không ạ? Không mua hàng để chúng ta rất khó kiểm soát cái sản mà ví dụ nhãn mác không rõ, nguồn gốc sản xuất ở đâu cũng không rõ, thì chúng ta tuyệt đối tránh. Thì đó là những cái tiêu chí, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có 6 tiêu chí, đúng không? Thứ nhất đó là 5 tiêu chí. Thứ nhất là tìm dầu gội phù hợp với loại da của chúng ta. Thứ hai là phải chứa các cái thành phần là giúp giảm rụng tóc hiệu quả. Thứ ba là không chứa các cái thành phần độc hại và tẩy mạnh, đúng không ạ? Như là silicon, sunfat, paraben, dầu gội có độ pH mà cân bằng, đặc biệt là nó có chứa các thành phần như là acid lactic để điều chỉnh. Và thứ năm đó là phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Rồi, như vậy thì hầu như ngày nay á là với cái quan niệm của rất là nhiều người tiêu dùng, và em cảm thấy được rằng là mọi người đang
đang hướng về các cái tiêu chí mà sao về lựa chọn cái dầu gội giống như là của dược sĩ Kim Hoa lựa chọn, và bản thân em Gẫm cũng như vậy. Thứ nhất là lựa chọn những cái dòng sản phẩm, thứ nhất là nó an toàn về cái nguồn gốc là từ thiên nhiên là thứ nhất. Là cái kế tiếp nữa đó là hạn chế những cái dòng sản phẩm mà nó có cái độ tẩy rửa quá cao, đặc biệt là độ pH cao hơn so với bình quân, mà hầu như các sản phẩm ngoài thị trường ngày nay là một trong những cái dòng sản phẩm mà làm đáp ứng được cái nhu cầu gọi là làm sạch mà mạnh và nhanh á, cấp tốc á, thì đó là một trong những cái dòng sản phẩm mà hầu như là em Gẫm không 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 đưa vào trong cái danh sách những cái sản phẩm dầu gội trong nhà của mình. Và bên cạnh đó nữa đó là gì? Là những cái sản phẩm có cái chứa những cái thành phần dưỡng để ngăn ngừa cái nguy cơ rụng tóc và hỗ trợ cho tăng mọc tóc, thì đây là một trong những cái tiêu chí mà dược sĩ đã đưa ra. Như vậy thì được biết là Phú Thái của mình hiện tại đang có một cái bộ dầu gội rất là tuyệt vời để hỗ trợ cho cái vấn đề đó là ngăn ngừa cái việc là rụng tóc và tăng kích thích mọc tóc, và bên cạnh đó là hỗ trợ phục hồi những cái mái tóc bị thô sơ. Như vậy thì không biết là bộ dầu gội này nó có đáp ứng được những cái tiêu chí mà dược sĩ Kim Hoa vừa mới đưa ra hay không? Thì phần này có thể là mời chuyên gia Hồng Vũ của chúng ta có thể là chia sẻ về đặc tính của cái dòng sản phẩm bộ dầu gội trên nhà cung cấp Phú Thái được không ạ? Em mời anh Vũ nha. Thì như mọi người đã biết rồi thì cái bộ dầu gội của Phú Thái hiện tại của mình là có hai bộ dầu gội rất là đặc biệt, phù hợp cho hai cái tình trạng tóc khác nhau. Thứ nhất là bộ dầu gội mu bàn thì dành cho những tóc bị gãy rụng, thứ hai là bộ dầu gội cannabis là dùng cho những tóc mà bị khô sơ hoặc bị tổn thương đó. Vì hai cái trạng thái tóc này mọi người, nó chúng ta nhìn là chúng ta thấy cảm giác là nó giống nhau nhưng mà thực sự nó khác nhau nha mọi người. Cái tóc mà bị gãy rụng thì nó ở cái phần nào, nếu như nó nằm ở cái phần chân tóc và da đầu thì do là cái sản phẩm chúng ta sử dụng nó chưa có phù hợp và chúng ta cần một cái loại sản phẩm chăm sóc đặc biệt để chăm sóc cái chân tóc và cái da đầu của chúng ta. Còn với những cái tóc mà khô sơ hoặc là bị tổn thương thì chúng ta cần chăm sóc cái phần nào, cái phần tư, cái phần thân tóc trở xuống. Thì hai cái vấn đề nó khác nhau, và có những người vừa bị gãy rụng mà vừa tóc bị tổn thương khô sơ luôn là do như thế nào? Do là hầu hết những cái yếu tố là do họ vừa bị yếu tố bên trong lẫn yếu tố bên ngoài, như là sử dụng những cái là dầu gội có chứa những cái là hóa chất, hoặc là họ thường xuyên tẩy tóc, nhuộm tóc, hoặc là uống tóc, duỗi tóc chẳng hạn, thì tóc rất là dễ bị khô sơ. Thì cho nên là họ vướng cả hai cái trường hợp đó, thì chúng ta có thể kết hợp hai cái bộ sản phẩm của bên Phú Thái, chính là Ngưu Bàn và Cannabis. Thì hai bộ sản phẩm này thì nó đều thuộc cái công ty Alpha Farm, mà người biết là công ty Alpha Farm là một cái công ty rất là nổi tiếng ở châu Âu, và sản phẩm của họ được bán tại 63 quốc gia trên thế giới, và nó tuân theo cái tiêu chuẩn của châu Âu, là một cái tiêu chuẩn chất lượng vô cùng nghiêm ngặt. Và bởi vì châu Âu là một cái quốc gia mà cái tiêu chuẩn chất lượng của họ rất rất là khó nha mọi người. Khi một cái sản phẩm nào mà đạt được cái tiêu chuẩn chất lượng châu Âu thì vô cùng an toàn và rất là hiệu quả và lành tính cho cái người sử dụng. Thì trong hai bộ sản phẩm này thì hầu hết từ những cái thành phần chiết xuất từ thiên nhiên của nó là 100% từ tự nhiên nha. Những thành phần chiết xuất thiên nhiên ở trong sản phẩm là 100% là tự nhiên, rất an toàn cho tóc của chúng ta, và nó không có chứa những cái thành phần hóa chất độc hại. Làm chúng ta biết rồi, rất là nhiều cái những cái vấn đề mà những cái sản phẩm mà chúng ta ngay tại Việt Nam của chúng ta cũng có những sản phẩm rất là tốt, nhưng khi đưa bên châu Âu thì họ trả về, vì sao? Nó không đạt cái tiêu chuẩn chất lượng của họ. Có thể cái chất đó tại Việt Nam của chúng ta nó đủ cái hàm lượng cho người Việt Nam mình sử dụng, nhưng với cái người bên châu Âu đó, mọi người, thì cái tiêu chuẩn nó không đạt, bởi vì họ khắt khe hơn, khắt khe và kỹ càng hơn. Cho nên khi mà chúng ta xài những cái sản phẩm mà nó có cái tiêu chuẩn chất lượng châu Âu thì chúng ta hoàn toàn yên tâm ha. Và sản phẩm này thì những thành phần của nó là 100% từ thiên nhiên hữu cơ, rất an toàn luôn. Như em Gẫm nói là có những cái sản phẩm mà chúng ta biết rằng chúng ta phải tìm những cái sản phẩm thiên nhiên an toàn, những thành phần tốt đúng không ạ? Nhưng mà hầu như mọi người bây giờ là bị nhiễu loạn bởi những cái thông tin quảng cáo ở trên truyền thông. Rất nhiều cái những cái thông tin truyền thông quảng cáo rất là mãnh liệt, rất là gọi là hoành tráng đúng không? Và họ đi sâu vào trong cái đầu chúng ta, là nó chạy quảng cáo tivi hàng ngày, và chúng ta bị ăn sâu vào cái điều đó. Chúng ta nghĩ rằng là cái sản phẩm đó nó đang là tốt, nhưng chúng ta phải tìm hiểu kỹ là xem là cái thành phần tạo nên nó có phải là thiên nhiên hữu cơ hay không, hoặc thậm chí là có những cái loại mà dầu gội cổ truyền của Việt Nam như Bột Kết hay chi chẳng hạn đi, họ vẫn làm những cái chai mà nó đóng chai rồi làm thành những cái chai mà gọi là bán cho bạn rất là nhiều mọi người, nhưng Bột Kết mà thiên nhiên mà nấu thì không thể nào để quá được 5 ngày,
từng 3 ngày nó đã bị hư rồi, mà cái chai đó nó để tới cả mấy tháng trời, mà nó nếu mà không có chất bảo quản, không những hóa chất thì không thể nào mà có thể bảo quản được cái cao bột kết ra lâu như vậy được. Và khi mà những cái dược liệu cổ truyền như vậy đó thì nó có được kiểm tra chất lượng bởi cái cục vệ sinh an toàn thực phẩm hay là cục quản lý dược hay bộ y tế hay không, mình cũng không biết luôn. Thì khi mà mình mua những cái loại thảo dược gia truyền đông y cái kiểu gì đó chúng ta sử dụng thì nó tình trạng nó lại càng nặng nề hơn, thậm chí nặng nề hơn cả những cái loại mà dầu gội có hóa chất công nghiệp luôn. Vì sao? Ít nhất ra là những cái hóa chất công nghiệp thì nó cũng ở có một mức độ nó có hóa chất và công nghiệp nhưng mà vẫn có một kiểm tra nhất định nào đó, còn những cái loại cổ truyền không có một kiểm tra nào luôn. Cho nên chúng ta phải sáng suốt và chúng ta phải lựa chọn những cái sản phẩm nó phù hợp đúng với những cái tiêu chí mà dược sĩ Kim Hoa đã nói, và chúng ta phải xem rằng là cái nguồn gốc xuất xứ của nó tại đâu, sản xuất từ công ty nào, có những cái tiêu chuẩn chất lượng nào, và nếu như với cái sản phẩm Phú Thái thì với cái công ty Alpha Farm rất là nổi tiếng và sản phẩm có bán tại 6 quốc gia trên thế giới và nó có những cái tiêu chuẩn chất lượng của châu Âu và chứng minh được rằng những cái hiệu quả của nó bằng những kiểm nghiệm lâm sàng, thì đó là một cái điều vô cùng tuyệt vời, bởi vì không